Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen điện chúc mừng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Triển vọng của thị trường mua bán và sát nhập M&A Việt Nam trong năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế với những khởi sắc, chi tiết sẽ có trong phần bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, nhân dịp đón năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các vị lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể đồng chí, đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2021 là năm đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đoàn kết một lòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, vừa phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, chúng tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã hưởng ứng lời kêu gọi và những chủ trương quyết sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực đoàn kết phấn đấu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là đã tạo nên dấu ấn nổi bật của năm 2021. Chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ, những y sĩ, bác sĩ trên tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự bình an cho nhân dân, nhất là trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chia sẻ với các gia đình có người thân bị tử vong do đại dịch gây ra. Cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác, giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Để hoàn thành được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm hơn nữa, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa. Năm 2022, tôi cứ hay nói tắt là phải thắng lợi to lớn hơn và bền vững hơn năm 2021. Cũng nhân dịp này, sáng ngày 29 tháng 1, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho đất nước. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 của Việt Nam và kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã điện chúc mừng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen đã chúc mừng Tổng Bí thư cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, và chúc mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Samdech Techo Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ứng phó với đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng và cảm ơn Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen đã gọi điện thăm hỏi và có những lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc ứng phó với dịch COVID-19, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề mở cửa toàn diện nền kinh tế. Tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và điều hành hiệu quả của Chính phủ, với vai trò nòng cốt của Đảng CPP, đất nước và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, tổ chức tốt bầu cử hội đồng xã phường năm 2022, bầu cử Quốc hội năm 2023 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chiều cùng ngày, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã gọi điện chúc Tết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Say Chung gửi thư chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng mới, đặt ra rất nhiều khó khăn tới sự phục hồi kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế của Việt Nam. Tuy vậy, nhờ phần lớn vào các biện pháp hữu hiệu của chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh cũng như những nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, nền kinh tế của Việt Nam vẫn phát triển ổn định. Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì thị trường mua bán sáp nhập M&A tại Việt Nam thể hiện sự ổn định cao, thậm chí tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Với những nhận định của các định chế tài chính lớn, các tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế thế giới 2022 vừa được công bố, thì kỳ vọng tăng trưởng năm 2022 của thị trường mua bán sáp nhập tại Việt Nam sẽ như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phần tổng hợp sau đây. 10 tỷ đô la Mỹ là tổng giá trị của các thương vụ mua bán và sáp nhập, hay còn gọi là M&A, trên thị trường Việt Nam năm 2021. Đây là thông tin được công bố tại diễn đàn M&A năm 2021 với chủ đề Cơ hội trong thị trường bùng nổ, được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn cầu vào cuối tháng 12 vừa qua. Các chuyên gia đánh giá, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy hoạt động M&A gia tăng mạnh với con số hàng tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, tiêu dùng và năng lượng tái tạo. Dự báo trong năm nay, hoạt động M&A về du lịch, khách sạn, công nghệ có thể sẽ tiếp tục bùng nổ. Ngoài động lực tới từ các nhà đầu tư nội địa, thị trường M&A Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trước dòng vốn ngoại đang chờ đổ về hậu COVID-19. Việc đẩy nhanh số hóa nền kinh tế cũng là động lực phát triển cho các hoạt động M&A. Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do đã ký, tiêu biểu là EVFTA và RCEP, sẽ thúc đẩy xuất khẩu, tinh gọn quy trình hải quan, hợp nhất nguyên tắc xuất xứ và cải thiện các quy chế tiếp cận thị trường. Từ đó, làm tăng sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam và cho các tập đoàn đa quốc gia thấy được những cơ hội giàu tiềm năng mới.
Có thể thấy quy mô của thị trường mua bán và sáp nhập Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng bất chấp đại dịch, với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết quả này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Sau những thiệt hại gây ra bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch, bán lẻ, tiêu dùng sẽ tìm kiếm nguồn vốn đến từ mua bán sáp nhập M&A để hỗ trợ phục hồi. Vì vậy mà hoạt động mua bán sáp nhập được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2022. Đây là cái bắt tay mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng giữa Việt Nam với một đối tác Thụy Sĩ. Phía Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn cho ngân hàng này, nghiên cứu thị trường, cung cấp giải pháp sáng tạo và bài bản để khai thác nhóm khách hàng cá nhân có tài sản lớn. Ở Thụy Sĩ thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ cho các khách hàng cá nhân cao cấp nhất ở trên toàn thế giới. Và đối với Cavedo thì chúng tôi có cái sự tương hỗ và cái sự hợp tác và cái sự phù hợp nhất định về quy mô, về việc chia sẻ các cái công nghệ, kỹ thuật. Chúng tôi hy vọng rằng là sau một năm triển khai tăng gấp 3 lần số lượng khách hàng ưu tiên cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam. Theo ước tính của Bộ Công Thương, trong 20 năm qua, Việt Nam có hơn 4.000 thương vụ mua bán và sáp nhập với giá trị đạt gần 50 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về giá trị. Việt Nam được đánh giá là quốc gia năng động trong hoạt động mua bán và sáp nhập khi thu hút dòng vốn ngoại và nhà đầu tư ngoại tham gia vào thị trường. Trong thập kỷ qua, hoạt động mua bán sáp nhập đã đóng góp một phần quan trọng trên thị trường vốn của Việt Nam. Các công ty tham gia vào các hoạt động mua bán sáp nhập vì họ nhìn thấy cơ hội sinh lời, thông qua năng suất cao hơn hoặc tính kinh tế theo quy mô. Điều này sẽ giúp hạ giá cho người tiêu dùng và cuối cùng cải thiện nền kinh tế Việt Nam nói chung. Đây vẫn là một cái kênh thu hút vốn quan trọng cùng với cái dòng vốn FDI và những cái dòng vốn khác giúp cho Việt Nam chúng ta có điều kiện để tiếp cận và chuyển giao cái kinh nghiệm về quản trị điều hành, rồi quản lý, rồi công nghệ và đặc biệt có thể là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị cũng như là cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động mua bán và sáp nhập đang là chiến lược ưa chuộng nhất với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Việt Nam vì giúp củng cố giá trị, làm đa dạng hóa các nguồn doanh thu, lợi nhuận để đối phó với các biến động từ đại dịch. Mua bán và sáp nhập coi là chìa khóa giúp tiếp cận nhanh chóng với các lĩnh vực kinh doanh mới, mở rộng thị phần và bổ sung nhân lực có chuyên môn sau khi các giao dịch diễn ra thành công. Rõ ràng là cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đã tăng lên tương đối rõ nét trong thời gian vừa qua. Đấy, và họ tăng lên về cả cái tư duy về chiến lược. Trong bối cảnh là cần phải đa dạng hóa, cần phải tận dụng những cơ hội mới, doanh nghiệp Việt lại có một cái lợi thế hơn so với doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là cái khả năng về am hiểu thị trường của họ tốt hơn, kinh nghiệm quản trị điều hành, kinh nghiệm khớp với nhau về văn hóa quản trị nó cũng ở mức độ là tốt hơn so với doanh nghiệp nước ngoài. Dòng vốn đến từ hoạt động mua bán và sáp nhập tới các công ty trong nước được coi là cơ hội lớn để phát triển hơn nữa và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của Việt Nam trong thương mại toàn cầu. Ngành ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng sẽ luôn hấp dẫn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ tài chính là nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ cao, triển vọng kinh tế trong dài hạn và số lượng người dùng Internet và điện thoại thông minh ngày càng tăng. Lĩnh vực chuyển đổi số được dự báo sẽ thu hút một lượng lớn các thương vụ mua bán và sáp nhập trong thời gian tới. Có rất nhiều đánh giá cho rằng thị trường M&A Việt Nam đang phát triển rất tốt và sẽ ngày càng tăng về giá trị, hiệu quả và năng suất. Chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến nhiều hoạt động M&A hơn trong những năm tiếp theo. Nhìn chung, chúng tôi vẫn lạc quan về mức độ hoạt động mua bán sáp nhập ở Việt Nam trong năm 2022 do hạn chế về di chuyển đã giảm bớt và việc triển khai tiêm chủng được đẩy mạnh trên khắp cả nước. Một loạt các giao dịch sẽ được thực hiện khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường và nền kinh tế dự kiến sẽ sớm phục hồi trở lại. Chúng tôi tin rằng hoạt động giao dịch năm nay sẽ sôi động hơn so với 2 năm trước. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tích cực tham gia được kỳ vọng tạo ra một khu vực thương mại tự do mới có quy mô lớn, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo nên nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng thương mại mà còn góp phần dẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư thông qua các hoạt động M&A vào Việt Nam.
Theo các chuyên gia, hầu hết các nhà đầu tư đang lạc quan và tin tưởng vào sự tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm 2022. Chính sách thu hút đầu tư mở rộng trong hội nhập kinh tế quốc tế cùng với uy tín hiện có, thị trường M&A doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo được dự báo sẽ chứng kiến những thương vụ quy mô lớn. Sự sôi động trở lại của thị trường M&A cũng sẽ tạo ra niềm tin để nền kinh tế tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Trong phần tiếp theo của bản tin, ngày Tết ấm áp trọn vẹn tình cảm quân dân cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa đang khiến cho nhiều người Việt tại Mỹ phải nỗ lực để có được không khí của ngày Tết. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa do công đoàn các cấp tổ chức hướng tới lao động khó khăn. Những hoạt động này không chỉ an sinh cho người lao động trong những ngày Tết, mà còn góp phần đảm bảo nhân lực cho năm mới. Công viên văn hóa Đầm Sen. Thay vì đi mua sắm Tết, thì gia đình anh Linh, nhân viên y tế quận 11, dành cả ngày hôm nay tại đây. Hai đứa trẻ không rời những trò chơi. Đã lâu lắm rồi, chúng mới được ba đưa đi chơi sau nhiều ngày anh đi chống dịch. Có được một cái ngày xả chết đi sau những cái ngày chống dịch nó căng thẳng, vô đến đây cùng với tất cả các gia đình khác ở lại ăn Tết thành phố thì mình thấy rất là vui. Hơn 420.000 lao động đã chọn ở lại thành phố thay vì về quê đón Tết. Chính vì vậy, trọng tâm của Tết đoàn viên năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức một chương trình quy mô lớn cho hơn 10.000 gia đình công nhân. Không những là chăm lo về vật chất mà mình còn phải chăm lo về mặt tinh thần, chuẩn bị một cái tinh thần lạc quan bước vào một cái năm mới. Còn tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình miễn phí đưa lao động khó khăn cùng gia đình trở về quê đón Tết. Nhiều người đã có mặt từ sớm 2 tiếng trước giờ xe chạy. Tất cả đều được kiểm tra y tế, xét nghiệm và cung cấp bữa sáng. 200 công nhân nữ có thai và nuôi con nhỏ cùng gia đình sẽ trở về quê nhà trong ngày hôm nay. Trong tình hình dịch bệnh như thế này mà có xe của công đoàn hỗ trợ thì là bọn em rất là yên tâm, rất là thấy xúc động. Công đoàn đã rất là chu đáo. Đây là những chuyến xe cuối cùng đưa lao động tại các khu công nghiệp của Hà Nội trở về. Xa nhất là các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bắt đầu kỳ nghỉ Tết, được trở về là hạnh phúc với mỗi người lao động. Công nhân lao động sau Tết với cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn, với cái sự sát sao đón anh chị em đoàn viên người lao động quay trở lại với hoạt động sản xuất thì sẽ đón được đủ các anh chị em công nhân quay trở lại với công việc. Không chỉ thực hiện đúng phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, mà những hoạt động của tổ chức công đoàn trong dịp Tết này hướng tới sự an toàn, sức khỏe cho người lao động và đúng hẹn trở lại nơi làm việc vào đầu năm mới. Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến xuân về, việc hỗ trợ chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới đón Tết luôn được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương chú trọng, quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản là một trong số đó. Tết Nguyên đán 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thay vì tổ chức ở cấp Bộ Tư lệnh, chương trình đã được các đồn biên phòng trực tiếp tổ chức cho bà con. Quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn mang đến cái Tết ấm áp, trọn vẹn tình cảm quân dân cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV4 tại tỉnh Quảng Trị. Hôm nay, người dân bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức liên hoan tất niên với đầy đủ hương vị Tết cổ truyền. Đại diện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và chính quyền xã đã vào bản chung vui với bà con. Cóc thì gói bánh chưng trong ánh mắt tò mò của con trẻ. Cóc lại là cuộc thi xem ai đồ xôi khéo hơn. Trước đó, ngay từ sáng sớm, bà con trong bản đã nhận được những món quà thiết thực, ý nghĩa từ bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Chúng tôi năm nay thì đã huy động được là 200 suất quà cho cả cái hộ gia đình nghèo. Mỗi suất quà là trị giá 500.000 đồng. Đồng thời là ủng hộ cho mỗi bạn đồng bào dân tộc thiểu số là một tạ nếp và một con heo từ 60 đến 80 kg để cho bà con là vui chung vui xuân đón Tết.
Bản Hà Lệt chủ yếu là người đồng bào dân tộc Paco, Vân Kiều. Đây cũng là bản khó khăn nhất xã, thu nhập bình quân đầu người chỉ dưới 30 triệu đồng mỗi người mỗi năm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thôn Hà Lệt thì có 140 hộ và 662 khẩu, trong đó là có 49 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo, là thôn đặc biệt khó khăn. Trong thời gian vừa qua, thì cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thường xuyên kêu gọi mạnh thường quân đem các cái gói cứu trợ về để giúp cho dân. Không chỉ dịp cuối năm, thường ngày bộ đội biên phòng, chính quyền xã và các nhà hảo tâm cũng thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ cho người dân khó khăn nơi đây. Mẹ cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các anh bộ đội biên phòng đã quan tâm đến thăm và tặng quà Tết cho mẹ. Cảm ơn đồn biên phòng cửa khẩu giúp mẹ có được ngôi nhà với đúng nghĩa là mái ấm biên cương. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được tổ chức nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, chung tay góp sức cùng chăm lo cho các hộ nghèo nơi biên giới có cái Tết đầm ấm. Đây cũng là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc đã giúp đỡ, đồng hành cùng với bộ đội biên phòng trong nhiệm vụ gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Năm nay, Tết đã đến rất gần, nhưng khan hiếm các mặt hàng Tết đang là tình trạng chung tại các siêu thị bán hàng châu Á và các chuỗi siêu thị của Pháp có dân hàng Việt Nam. Rõ ràng nhu cầu thì có, mà nguồn hàng nhập vào thì hạn chế. Tin của phóng viên Nguyễn Mỹ Linh từ Pháp. Đây là cảnh của gian hàng Việt Nam tại một siêu thị Carrefour nằm ở ngoại ô Paris. Không có nhiều cái mà muốn mua mà không có. Dù là đang trong tuần hàng châu Á nhân dịp Tết Nguyên đán, nhưng nhiều kệ hàng Việt Nam trong hệ thống Carrefour cũng đã nhanh chóng hết hàng, hầu hết chỉ còn lại hàng Việt sản xuất tại Pháp. Để được cung cấp trong hệ thống siêu thị Carrefour, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sản lượng lớn. Tuy vậy, để phủ được hàng trong toàn bộ hệ thống siêu thị là điều khó khăn trong giai đoạn này. Đại dịch và giãn cách xã hội ở Việt Nam đã khiến chúng tôi không nhận được đủ hàng. Điều này thật tiếc vì ở vùng này có rất nhiều người Việt sinh sống. Đối với những siêu thị châu Á như Thanh Bình Jean, một siêu thị chuyên cung cấp hàng Việt có thâm niên gần 50 năm tại Paris, tình hình có khả quan hơn do lượng tiêu thụ nhỏ và tập trung. Chúng tôi tập trung vào cái thị trường là phục vụ riêng cho cộng đồng người Việt. Thế nên là chúng tôi đã tìm những cái mặt hàng mà gọi là ở đấy trong ngoặc kép là đặc sản vùng miền, là ở những siêu thị lớn. Hiện tại thì đã có những mặt hàng Việt Nam nhưng mà sẽ không có những mặt hàng đặc sản như ở bên phía chúng tôi. Tuy thế, hàng Tết cũng không đầy đủ như mọi năm. Khan hiếm hàng đồng nghĩa với doanh số giảm. Chỉ tính riêng năm 2021, doanh số quầy hàng Việt tại Carrefour ngoại ô Paris đã giảm trung bình 1 triệu euro một đại siêu thị. Người Pháp họ mua nhiều lắm. Chủ yếu là họ mua những cái món ăn đặc thù của người Việt Nam mình như là nem, đến mức độ bây giờ hết sạch không còn cái nem đâu ăn nữa mà. Nhu cầu có nhưng hàng hóa chưa cung cấp đủ. Thêm một lần nữa, Covid đã để lại sự tác động đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Dù là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng Việt Nam tại Pháp đã có rất nhiều nỗ lực để giữ vững nguồn hàng cũng như là cố gắng ổn định giá, tuy vậy thì biểu hiện của sự đứt gãy chuỗi cung ứng đã thể hiện rất là rõ trong cái mùa Tết này và trên những bàn ăn của người Việt Nam sinh sống tại Pháp. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Tại Mỹ, bang Florida có khoảng 80.000 người Việt sinh sống rải rác ở nhiều thành phố, trong đó có Orlando, nơi được biết đến với công viên Disney World nổi tiếng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa cũng đang khiến cho nhiều người Việt nơi đây phải nỗ lực để có được không khí của ngày Tết, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Mẹ con chị Xuân hôm nay đi sắm Tết ở Phước Lộc Thọ, một trong những siêu thị lớn nhất của người Việt ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Đã bắt đầu thấy có không khí Tết, nhưng hàng Tết thì gần như không có. Tình trạng đứt gãy của chuỗi cung ứng và thiếu nhân công khiến hàng Tết năm nay đến chậm, dẫn đến khan hiếm. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở siêu thị Tân Tiến gần đó. Không thấy một hộp bánh, mứt kẹo nào, thậm chí là cả hoa và cây cảnh trang trí Tết
những thứ vốn được trồng ngay tại bang Florida. Tôi thấy hàng hóa Tết năm nay rất là ít. Tôi đã đi 3-4 chợ rồi, nhưng đều vẫn chưa thấy mua đủ đồ. Chẳng hạn như mứt Tết, rồi những đồ trang trí Tết, bánh kẹo đều thiếu. Các chủ chợ nói rằng là hàng do dịch bệnh, rồi hàng hóa về từ các nước châu Á về và Việt Nam sang chưa kịp, do hàng hóa tắc nghẽn tại cảng, có thể là hàng phải sau Tết mới về tới nơi. Để có hoa và cây cảnh trang trí Tết, chị Xuân cùng con gái quyết định đến tận nhà vườn. Nhưng ở đây cũng chẳng có đào, mai hay hoa chơi Tết. Duy nhất chỉ có quýt và quất, người miền Nam gọi là tắc. Giá quất năm nay tăng gần gấp đôi so với mọi năm. Dạ, năm nay vườn tụi em bán nhiều cây tắc nhiều nhất. Nó hơi đắt giá hơn năm ngoái nhiều chút xíu, là tại vì bệnh dịch cho nên là nhân công tất cả mọi thứ đều lên giá hết. Cây đào chơi Tết từ năm ngoái lại được đánh vào nhà để dùng tạm. Dù hoa không có được bao nhiêu, những đồ trang trí được mẹ con chị Xuân mua nguyên vật liệu về tự làm lấy. Một số đồ trang trí khác được bạn bè làm và đem đến tặng. Cùng bạn bè có bánh chưng và nấu đồ ăn Tết, những nỗ lực của mẹ con chị Xuân cuối cùng cũng đã tạo nên một không khí Tết ở nơi cách xa quê hương hơn nửa vòng trời đất. Dù vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch Covid-19, song những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại bang Florida, Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng để có được không khí rộn ràng của ngày Tết khi Tết Xuân đang về trên quê hương. Lê Minh, phóng viên truyền Việt Nam tại Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.